Ok, như vậy là chúng ta lại gặp nhau qua cái màn ảnh nhỏ của kênh Trải nghiệm TV. Thì chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Thì tại sao một cái con game nó khó chơi mà anh em lại bình luận góp ý đồ kêu mình review các kiểu? Thì anh em thích thì mình chiều, anh em liều thì mình chạy nha. Thì hôm nay mình vào mình tiếp tục là mình sẽ lên sóng tại con game là Megamu. Cái con game này mình hôm nay mình sẽ vào cho các anh em biết là cái cuộc hành trình cài cuốc của mình nó như thế nào. Khi mà vào trong game chơi thì các anh em từ từ chơi là sẽ có đồ tất cả hết. Đồ ở đây nó gớt là nó gớt random các anh em. Nhầm khi nó gớt món đồ cộng 12, cộng 9, cộng 13 đồ. Nó gớt tùy ý anh em, chứ không phải là nó gớt đồ lõm không, hay là nó gớt những cái món đồ không có giá trị không. Thì khi bước chân vào chơi một con game nào á, thì anh em thừa biết là khi mà mình nạp thì mình mới có đồ whip và mình mới có đồ im để mình xài. Còn mình theo một hướng cài chay á, thì các anh em chơi để đốt thời gian. Chứ anh em kêu mà làm sao để cài thành whip, thành top á, thì nó khó lắm anh em. Cái đó anh em phải duy trì một đoạn đường khá dài. Và hôm nay mình vào như cái sơ ghi trước mình đã có nói là cái clip sau mình sẽ mở những cái này đây, mở những cái mảnh này và quăng ra ngoài để kiếm được những cái chìa khóa như gì đây. Thì cái này thì chúng ta có thể lên trên map DaVS1, DaVS2 và DaVS3. Thì mình lượm những cái huy chương này đây. Huy chương này thì các anh em có thể để theo những cái tên hình boss, như ví dụ cái hình hộp boss màu vàng này, các anh em thấy chữ là Golden không? Golden thì các anh em điền cái chữ là Golden thôi, chứ khỏi cần điền gì. Đây, mình sẽ bấm cho các anh em xem. Đây của mình đây, cái chữ boss cum dum gold nè, các anh em thấy chữ gold không? Mình chỉ có đợi chữ gold thôi chứ không có gì hết. Và tiếp theo là cho các anh em thấy là cái hộp này. Hộp này thì các anh em cứ đợi cái chữ là silver. Các anh em thấy chữ là silver không? Nè, hai cái hộp này, cứ đợi cái chữ chính giữa. Đây, mình sẽ bấm vô silver. Thì mình chỉ mò ra anh em mà ai ngờ nó trúng thiệt. Đây, chữ silver nè anh em. Các anh em thấy chữ silver không? Và những cái phụ kiện mà mình trên đường mình farm á, mình gặp rằng mình điền cái tên vô trong đây, cũng tự mò chơi anh em. Mình farm thấy cái vật phẩm đó mình ngộ ngộ thì mình điền vô trong đây để cho nó tự lụm vậy thôi. Đó. Thì thành quả của chúng ta là được như vậy, mình sẽ quăng những cái này ra ngoài. Đây, một cây chìa khóa nữa anh em. Quăng những cây chìa khóa này để mình mở mấy cái gương. Mấy cái gương này á thì nó cho chúng ta là đồ random đồ các kiểu. Mình sẽ mở ra hỏi coi trong đây nó được những cái gì. Vào trong đây chơi thì các anh em chịu cài cuốc đồ nó sẽ có rất là nhiều, quan trọng là đồ có đúng hệ với đồ nó có ngon hay không. Và cái mảnh double ganger thì chúng ta trên đường farm là có farm sẵn luôn, nó ra nguyên mảnh luôn chứ không cần kết hợp. Đây, đây là mảnh kết hợp nè, và nó ra cho mình gì đây. Và mình farm những cái bình này đây là mình đã chế quạ và chế ngựa anh em. Mình sắp sửa cho lên sóng cái con đắt lót đó, mình nên mình dự trù mình lụm trước, vì trao thì mình đã có rồi. Mình dự trù mình lụm để mình kiếm một số cái nguyên liệu để mình làm clip cho nó suôn sẻ thôi anh em. Tại hôm nay mình đi săn boss mình cũng lụm được hai cái skill của Deathlord rồi, hai skill trong boss nha. À, không biết cái skill đó tên gì, tên quần đùi gì nữa, mà đổi tiếng Anh tiếng U không anh em. Đây, mình sẽ mở hết những cái cây chìa khóa này. Thì chìa khóa này nó cho chúng ta là cái này cái gì đây. Golden, Golden, tiếp tục là Golden hết nha anh em. Đấy, Golden là cái hộp màu vàng nha. Đây, hộp màu vàng đó. Thì mình lại Goblin. Khi lại Goblin thì các anh em bấm vào cái dòng đầu. Dòng đầu thì cứ việc tích vô, tích chìa khóa vô và tích cái hộp vô. Đây, tỷ lệ cho chúng ta nè. Ok nè. Ra được một gương nè, các anh em thấy không? Được một gương thì mình đem về ở bên đây. Một gương này thì chúng ta sẽ quăng ra. Bấm vào trong đây. Rồi, tiến hành lộng một cái tay gồng xanh. Tay gồng xanh này á, thì cho chúng ta lúc ra và thêm một dòng đó là 10% sát thương hoàn hảo cộng 8, các anh em thấy không? Một món đồ nó sẽ có cộng 8 sẵn luôn, nên các anh em chơi là khỏi cần phải cộng cái gì nhiều, ghép gì nhiều hết anh em. Mình sẽ dời những cái vật phẩm này xuống đây cho nó chấm cái gương anh em. Thì mình sẽ mở ra một lượt cho nó nhiều gương rồi mình hả mở qua luôn để cái tỷ lệ đồ nó có gà cao không anh em. Vì những hộp boss này nó cho chúng ta tỷ lệ tới 100% lận, nên các anh em quăng ra là chắc ăn là sẽ có đồ, nhưng mà không biết là nó ra đồ gì hay thôi. Tại nó ra đồ là đồ ganh đâm anh em. Con game này nó chơi được hai phiên bản là vừa PC và vừa mobile luôn nha anh em. Thì những anh em nào mà có chơi trên phiên bản mobile cũng được, chơi trên PC cũng được nha. Thì một chuyện thật là khấm, thật là buồn là mình mắc cái set của anh
Phù thủy của Rách Quai, xét ngon lắm anh em, xét cộng 11 mình đã quăng ra. Thì lúc trước mới tạo nhân vật, mới tạo ạc thì nó cho mình whip 7 ngày. Whip 7 ngày chúng ta mở được 6 gương. Còn nếu không có whip thì chúng ta mở được 3 gương. Còn hiện giờ mình bỏ cái bộ đồ, một bộ đồ, một cái khiên và một cây gậy, chưa có win. Mình bỏ ở cái gương cuối cùng hết mà hiện giờ mình không có whip. Nếu mà có whip thì mình sẽ lấy ra được. Còn hiện giờ mình không có whip nè anh em, nên mình không có mở ra được. Hiện giờ mình chỉ mở ra được có 2 bâu à. Tới bâu thứ 3 là mình mở ra không được, mà mình bỏ tới bâu thứ 4, thứ 5, thứ 6 là khấm thiệt là khấm anh em. Nhắc lại mà nó buồn, thiệt là buồn luôn. Tiếp tục là mình sẽ mở gương tiếp. Cái này là server, cái này là gold. Như vậy là lấy ra nha anh em, hết cái hộp màu vàng rồi. Lại đằng đây mình lấy hộp màu vàng ra nha. Hộp thì anh em farm map nào cũng có, còn chìa phá thì các anh em phải xuyên đi lên trên map Divest 1, Divest 2. Mình đây mình còn chìa phá toàn bộ là gold anh em, chứ không có cái hộp bạc. Gold hết, như vậy là phải lấy màu màu vàng. Lấy màu vàng nghe anh em. 1 2 4 6 8 2 4 6 7. Lấy ra. Chút nữa nếu mà còn thời gian gồng gồng thì mình sẽ xây win 2 luôn, xem tỷ lệ xây win nó sẽ như thế nào. Thì một số anh em nói qua bên server web á thì xây win nó sẽ ngon lành hơn. Thì lúc nào cũng vậy anh em, server web á thì người ta sẽ cho mình những cái ưu đãi nhất, đó là phần trăm tỷ lệ ép đồ đó, thì như vậy người ta mới xứng đáng cái đồng tiền bát gạo mà chơi phân biệt một cái server web và một cái server không web. Khi mà các anh em nạp tiền vô mà ở server bình thường nó cũng ngang bằng với server web thôi, nạp tiền làm cái gì anh em. Thôi tôi chơi server thường cho nó lành. Đó, chấp nhận nạp tiền vô server web thì cái gì cũng cao hơn, ad cao hơn, vật phẩm gây nhiều hơn, tỷ lệ ép đồ cao hơn. Cái đó là cái quy luật của cuộc chơi. Một số anh em nói ra như vậy nó mất cân bằng game. Nếu mà không ra gì ở đây lấy cái gì sống anh em. Lấy gì sống, lấy quần đùi sống. Mình không biết sao anh em nghĩ sao luôn. Người ta mở ra con game chơi mà phải có cái đường binh đang người ta thở mới được. Còn anh em bích cái đường binh luôn, rồi không biết người ta thở bằng cái gì. Thôi, tốt nhất là mình chơi trải nghiệm, chơi đốt thời gian, chơi về cái đam mê của mình là tốt nhất. Còn các anh em hơn thua mệt lắm anh em, nhức ầu. Các anh em hơn thua là sẽ nhức mắt, bứt tóc, rồi nói chung là các kiểu. Vì khi mà người đàn ông đã máu lên rồi cái gì cũng dám làm hết nghe anh em. Thậm chí là mình máu lên rồi không có sợ bố con nào cho anh em, mà cũng không có bố con nào mà nó sợ mình. Đấy, còn một gương nữa mình sẽ mở nốt luôn nghe anh em. Hôm nay đếm hay rồi, điểm dư gương. Đây, chiến lợi phẩm của mình đã rồi, mình sẽ về mình cắt những cái phần này mình đi vô trong cái tủ đông của mình. Đấy, cái tủ đông của mình. Mình sẽ bỏ vào bớt nha anh em. Cái tủ thì không có mà lụm cho tùm lum hết. Đây, bỏ những viên ngọc này vô. Đó, bỏ những viên ngọc này vô nha. Cái này là mình không biết cái bâu này cái bâu mấy luôn. Đây là cái bâu đầu tiên của mình. Biết gì mình không có lụm này nhiều đâu. Mình chừa cái set Rách Quai ăn trước. Sao đi lại đây án hàng với anh. Cái bâu này thì mình nè. Cái này là 6 giờ sáng nè. 6 giờ sáng là thức dậy quay được những cái bùa trao này nè. Quay những cái bùa linh tinh liên thiên này nè. Theo là một cái bâu thứ hai. Như vậy không còn cái bâu nào trống hết anh em à. Đứng có duyên hết thế luôn anh em à. Đậu phộng thiệt chứ. Vậy là không còn cái gì chống nha. Thôi mình quăng đồ. À, thần tượng của mình đeo cái quên đẹp quẩy. Như vậy là mình sẽ quăng ra đây. Mình gom cái này lại thành cụm trước nha anh em, cho nó xuống đây trước. Cái nào thừa quá thì có thể bán nha. Chừng nữa mình sẽ bán bớt những cái hộp kia. Mình không có cài mở nhiều rồi mình sẽ bán bớt nha. Cái gì đây? À, một cái lồng quay xe Win 3 luôn. Cái gì mà hên dữ gì man. Một cái lồng quay Win 3 luôn mấy triệu á. Như vậy là hàng chi ở trên map Divas lúc nào cũng có anh em bờ hết. Một cây trượng luôn. Cộng 8 lúc và được 5%. Tấn công đam này các anh em thấy không? Vật phẩm mà mình luyện ra ngoài á, là nó đâu có cái gì mà tệ anh em. Mình có cái gậy này nè, nhưng mà cái gậy này nó ở phía đằng sau á. Nó ở đằng cái gương sáu đằng sau á.
này chỉ có cộng 6 thôi. Đồ lúc cộng 6 mấy cái này đã giành xe win 2 được nha. Của sum khá là ổn nha, phải được như gì nè Nam, phải được cái dòng như gì đây, cái dòng ly phe là cái dòng HP á, cái dòng HP của mình lên 10.000, full bộ nó lên 10.000 như gì á là cái Nam cái lượng máu nó rất là trâu nha, nhưng mà mình chưa có, mình chỉ có một món thôi, một món lên 10.000 hả. Kiếm mà cái Nam kiếm làm sao mà có được full bộ lên 10.000 á là nó sẽ cực kỳ tuyệt vời nha. Cũng một cái giò nữa nè Nam, cái giò của sợi laser nè, cộng 8. Cái giò này của mình cũng cộng 8, ly phe 10. Con này đam 400. Đó là những anh em người ta đi pickbot đó Nam. Một cái áo, một cái áo của Đắc Quay cộng 9, rất là đẹp. Cái áo này áo ánh trăng nha anh em. Ra được một cái chùi của anh Đắc Lót luôn, quá là phê luôn anh em à. Cực kỳ tuyệt vời anh em. Đây, hiện giờ con game này cái dòng này là dòng ngon nha, cái dòng 280, cái dòng super này nó tăng cái lượng nhanh nhẹn của mình lên là đam thì cộng thêm 4 nè, cái lượng nhanh nhẹn của mình thì cộng 280 và ở dưới thì tăng đam theo level 20 nữa. Đây y chang cái cây này của mình nè. Đấy, vì cái con game này người ta sẽ thiên về cái vũ khí như gì nha, chứ không phải là 10% 400 liền nha anh em. Đó, được một cây trượng cho đánh lót rất là phiêu, rất là sướng. Không uổng công mà tự giờ mình review chém gió đồ các kiểu thì như vậy nó cũng có phần nào đó là bù lại. Cái này dùng cho phay nè anh em, cái dòng này thì thôi nhé luôn. Các anh em thấy gì chưa, ly phe 10.000 và thêm cái dòng ở dưới là cái dòng 5% nữa, ui là không lẽ nó kiếm nguyên bộ này của cung nữ luôn anh em. Gà đồ ngon không anh em à. Cây cho sum, sum mà lụm không được rồi, như vậy là mắc cây sum nè anh em, chắc mình mắc cây sum này quá. Dài hai gương này xuống đây có kịp không, vậy là không mắc cây sum nha. Cây sum này cũng không có cái gì nhiều, cũng tạm thôi anh em chứ không có gì nhiều. Còn được ba gương đây, ba gương mình sẽ quăng nốt cho luôn. Còn mình được cái gì, một cái quần, cái quần này của Đắt Lót phải được HP cao ly phe 10.000 nữa ngon. Cái gì đây, cái gì mà giật giật màn hình đây Nam, ra một cái khiên, một khiên cổng chính dành cho là đất kim cho Magit cho đất lót. Mình hôm nãy thì mình vừa có một cái chuộng, bây giờ có thêm một cái khiên nữa nó chẳng bộ luôn rồi anh em, trên cái tuyệt vời. Cho thêm anh đắt lót cái nữa nè, thêm cái an ủi nè. Cái gương này thì chưa mở. Tổng quan thì mình đã được một số vật phẩm nó cũng khá khá ngon anh em. Xong cái phần đi ném đồ thì mình đi về đây mình quay luôn con ngựa cho nó nóng anh em à. Tự giờ mình định đi làm những cái chuyện mà bông lông ba khơi, nhưng mà nhớ chực lại thì về đây mình sẽ quay cái con ngựa trước anh em. Các anh em thấy không, cái con sợi laser của mình đi tới đâu cái mấy cái con dơi nhỏ nhỏ nó bay theo theo nè. Thêm một con dơi bự nè, con dơi bự này thì chúng ta chạy cái lần reset là nó sẽ có nha. Bấm vào chữ Y nè, chữ Y ở trên bàn phím là chúng ta có ra một cái bản bét nè, các anh em thấy không. Đó, dơi tại vì mình chơi cái hệ dơi thì lúc nào dơi nó cũng bay đầy ngự hết nha. Thì đi về đây, đi về cái map Logenkia, mình vào trong đây mình xây nha. Thì trong đây mình đã có cái con này hao xe là ngựa, hao xe là ngựa, con này là con quạ, mình bấm vô thử. Đây, nó cho ra quả tinh nhưng mà mình không lấy nha, mình cho ngựa trước anh em, mình sẽ cho ngựa trước. Đây, kết hợp, giờ chỉ có 50% thôi, xịt ra anh em ơi, chỉ có 50% mà. Đi về mình lấy tiếp nha anh em. Mình đã gom hết lực lượng của mình ra để quay con ngựa, không biết nó có ra không. Nếu mà quay con ngựa ra thì mình sẽ tiếp tục mình quay luôn con chim nha, vì mình cũng có khá khá ngọc hôm nay anh em. Đây, tiếp tục anh em, tiếp tục là mình sẽ luyện cái con ngựa vô tiếp, tỷ lệ nó chỉ có 50% thôi. À, như vậy là cái phát thứ hai nó đã ra rồi, rồi cái số mình cũng còn hên nha, số mình cũng còn hên thì mình về mình xây tiếp cái con quạ. Tại vì có con ngựa ra rồi thì mình không có cần cho ngựa nó nghe anh em.
buồn buồn thì vô làm một bài ngựa cũng được. Hiện giờ mình sẽ lấy quạ ra, cái lót mình có thể đi theo hướng quạ và một cái hướng khiên, thì mình sẵn đây mình xây luôn cho nó đẹp nha anh em. Cái con ngựa thì chúng ta chỉ làm có hai nhái thôi là nó đã ra rồi, xem con quạ này mình làm mấy nhái nha. Đây tiếp tục mình xây vô cái vòng đầu nha, vòng đầu thì mình sẽ cho cái con quạ lên. Đây ngựa và quạ, ngựa thì hai nhái, quạ thì một nhái. Tiếp tục mình sẽ cho thêm con heo xe lên nè. Đây sệt anh em, hai ngựa, kiếm thêm một con quạ nữa coi được không nghe anh em. À hết nguyên liệu của anh em à, như vậy thì mình được hai ngựa một quạ nha. Đó một cái video rất là thuận lợi và suôn sẻ luôn anh em. Chuẩn bị ra clip của Red Lord nhưng mà có vũ khí nè, rồi có thêm khiên, có skill và tiếp theo đó là có ngựa và có quạ luôn. Như vậy là cũng thành công mỹ mãn rồi nha anh em. Clip review chia sẻ của mình một cái con game là Megamu, cách kiếm đồ và xe ngựa xe quạ sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha. Và những anh em nào bờ gồ có chơi con game này hoặc là biết nhuần nhuyễn về con game này, hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha. Cảm ơn em rất rất là nhiều luôn.